Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Thanh Hóa đã có 68 xã, 691 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn 1.000 hecta sắn ở các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa bị nhiễm bệnh khảm lá. Tăng cường vệ sinh chuồng trại để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý về nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, lũy kế đến nay, khu vực miền núi của tỉnh có 68 xã, 691 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã và 58 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính bình quân, khu vực miền núi đạt 13,83 tiêu chí nông thôn mới 1 xã. Tuy nhiên, so với khu vực đồng bằng, kết quả số xã đạt chuẩn nông thôn mới của khu vực 11 huyện miền núi còn thấp, mới đạt 41,7% so với 98% khu vực đồng bằng. Theo kế hoạch của tỉnh giao 11 huyện miền núi tại quyết định số 1068 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân, các địa phương phải nỗ lực phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, 7 tháng năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát triển mới được 54 sản phẩm OCOP của 49 chủ thể. Trong đó có 43 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 6 sản phẩm nhóm đồ uống, 3 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí, 1 sản phẩm nhóm sinh vật cảnh và 1 sản phẩm nhóm thảo dược. Lũy kế đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 571 sản phẩm OCOP đã được công nhận gồm 1 sản phẩm 5 sao, 57 sản phẩm 4 sao, 459 sản phẩm 3 sao. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP hạng 5 sao. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 18 sản phẩm dưa vàng đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Nhằm phát triển sản phẩm dưa vàng, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị. Sản phẩm dưa vàng được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, một số sản phẩm đưa vào siêu thị và các cửa hàng thực phẩm an toàn. Nhiều mô hình sản xuất dưa vàng ứng dụng công nghệ cao cho doanh thu từ 2,5 đến 3 tỷ đồng một hecta một năm, lợi nhuận đạt 300 triệu đến 700 triệu đồng một hecta một năm. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, tính đến ngày 5 tháng 8, toàn tỉnh có trên 1.000 hecta sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, phân bố tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh. Trong đó, diện tích bị nhiễm nặng 65 hecta, tiêu hủy gần 23 hecta, diện tích phòng trừ trên 480 hecta, hại nhẹ đến trung bình 439 hecta, chủ yếu trên giống sắn KM94, KM140. Ngay từ khi bệnh khảm lá sắn xuất hiện, gây hại cục bộ tại vùng trồng sắn nguyên liệu, các địa phương đã khoanh vùng, rà soát, thống kê đến từng hộ. Cùng với đó, ngành nông nghiệp Thanh Hóa phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ và tiêu hủy cây bị bệnh theo quy trình, không để bệnh phát sinh, lây lan rộng. Đồng thời tổ chức điều tra, phát hiện, dự báo, dự tính nhằm phát hiện sớm bọ phấn trên lá, rà soát bệnh khảm lá sắn ở các vùng trồng sắn nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Tính đến tháng 8 năm 2024, trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 7.100 hộ, cơ sở tham gia nuôi trồng thủy sản. Trong đó có 135 cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh, có diện tích nuôi trồng thủy sản từ 1,2 đến 3,5 ha tại các xã Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Vân Sơn. Còn lại là các hộ, cơ sở nhỏ lẻ có diện tích nuôi từ 0,3 ha trở lên. Giá trị sản xuất thủy sản tháng 7 năm 2024 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt 6,3 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2024, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 58,6 tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Là huyện có diện tích mặt nước và hệ thống sông ngòi kênh rạch lớn, huyện Triệu Sơn đã và đang tạo điều kiện để người dân tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế từ lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Các tháng đầu năm 2024,
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã thả nuôi 1.855 ha thủy sản vụ xuân hè. Hiện nay, các chủ đồng đã và đang thu hoạch sản phẩm. Kết quả, hơn 7 tháng năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện đạt gần 8.730 tấn. Để phấn đấu năm 2024, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt từ 13.500 tấn trở lên, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc và các xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn chủ đồng kỹ thuật cải tạo ao đầm, nuôi tôm hiệu quả, quản lý môi trường nuôi, mật độ thả giống phù hợp cho tôm, ngao, cá, sinh trưởng, phát triển, tăng cường quản lý nhà nước về giống và phòng chống dịch bệnh, thức ăn. Đến nay, toàn huyện đã tích tụ tập trung đất đai, phát triển sản xuất thủy sản theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao, với diện tích 40 ha, chuyển dịch 20 ha nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh sang quảng canh cải tiến, đưa một số mô hình từ quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh và siêu thâm canh. Các xã ven biển của huyện Hậu Lộc đã tuyên truyền để người dân đầu tư nuôi đa con, đa canh và đa thời vụ, quan tâm phát triển đối tượng nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng. Nhiều chủ đồng ở các xã Hòa Lộc, Đa Lộc đã phát triển các mô hình nuôi công nghệ cao, siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt, nhà màng. Huyện đã và đang kêu gọi đơn vị cá nhân đầu tư vùng nuôi thủy sản tập trung với diện tích trên 300 ha tại hai xã Đa Lộc, Xuân Lộc, góp phần phát triển hiệu quả kinh tế thủy sản. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa có tổng đàn gia súc gia cầm lớn trên 28 triệu con, đứng top đầu cả nước về tổng đàn chăn nuôi. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao. Việc xây dựng chuồng trại theo đúng quy chuẩn còn ít, đôi khi chưa chú trọng đến khâu xử lý chất thải chăn nuôi, dẫn đến mầm bệnh phát tán trong môi trường, dễ phát sinh lây lan dịch bệnh. Do vậy, việc đảm bảo vệ sinh chuồng trại có yếu tố quyết định đến việc đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm. Sau mỗi lứa gà xuất chuồng, ông Lê Thọ Thanh, thôn 2, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn lại dọn sạch, thu gom chất thải của gà, đóng vào bao, đồng thời để chống chuồng. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại để đảm bảo vệ sinh. Tiến hành rắc vôi bột ở lối đi và xung quanh chuồng nuôi. Khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn, ông mới tiến hành nuôi thả lứa mới. Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp này, trang trại nuôi gà thịt của gia đình ông Thanh luôn đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Bình quân một năm, ông xuất bán 25.000 con gà. Sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trên 300 triệu đồng. Để việc vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chỉ đạo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp phát đầy đủ hóa chất cho các địa phương tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2024, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, khu vực chợ buôn bán sản phẩm tươi sống, nơi có nguy cơ cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường. Để phòng bệnh là nó rất là cao. Đấy vì là nó ngăn ngừa được vi khuẩn, virus. Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi là phun ít nhất là một tuần một lần. Đấy, phun xung quanh chuồng nuôi, trong chuồng nuôi của mình và xung quanh cái vườn hộ và chuồng nuôi nữa. Cho nên là nó giảm được nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thì cái việc chăn nuôi an toàn sinh học là cái biện pháp tiên quyết. Thế thì cái việc đầu tiên là phải mua các cái con giống ở những cái cơ sở mà nó đảm bảo các uy tín và có giấy phép của nhà nước. Cái thứ hai nữa là trong quá trình chăn nuôi ấy, thì cái việc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng là hết sức quan trọng. Do vậy cái này thì trong những năm vừa qua thì huyện cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền và người dân cũng đã có cái nâng cao nhận thức về cái phun tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột đối với cái chuồng trại được chăn nuôi. Có thể nói, việc vệ sinh, phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi được xem là biện pháp hữu hiệu để tiêu diệt mầm bệnh lưu trú, phát tán trong môi trường, cắt đứt được vòng truyền lây nhiễm mầm bệnh xâm nhập vào vật nuôi, hạn chế dịch bệnh bùng phát và lây lan. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa khuyến cáo bà con tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, kịp thời cho đàn vật nuôi. Khi có dịch bệnh xảy ra, cần chủ động liên hệ với cơ quan thú y và báo cáo chính quyền địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.